Các bạn thân mến hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về dầu gió nhé. Theo đông y, cơ thể chúng ta thường hay bị tam tà xâm nhập bao gồm phong là gió, hàng là lạnh và thấp là ẩm ướt. Tình trạng này gây ra các chứng bệnh như trúng gió, sợ lạnh, sợ ẩm ướt, gây nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, đau cơ, đau xương khớp, đau dây thần kinh. Từ đó ngành y dược đã nghiên cứu và điều chế ra các loại tinh dầu giúp đề phòng và chữa bệnh chủ yếu là do phong, hàng, thấp gây ra nhóm dược phẩm này gọi chung là dầu gió. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều hãng sản xuất dầu gió khác nhau với thành phần tỷ lệ pha chế và biệt dược khác nhau. Tuy nhiên thành phần chủ yếu gồm một số loại tinh dầu thiên nhiên chiết xuất từ lá cây bạc hà, khuynh diệp, tràm, quế, long não, hương nhu, nụ hoa đinh hương. Hầu hết mọi người chỉ biết đến những công dụng phổ thông của dầu gió như chữa đau đầu, nghẹt mũi, đau bụng do nhiễm lạnh. Nhưng theo đông y, Ngoài những tác dụng trên dầu gió còn có những công dụng vô cùng bất ngờ mà bạn chưa biết như sau. một Mỗi ngày nhỏ hai giọt dầu gió trên rốn, chữa đau bụng kinh. Đối với những phụ nữ đau bụng kinh kéo dài, dầu gió nhỏ lên rốn giúp làm giảm nhiệt. Mát máu, đồng thời có tác dụng lưu thông máu, có thể giải quyết triệu chứng đau bụng kinh. 2. Xoa dịu sự đau đớn. Khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng đau đớn như đau bụng, viêm do nhiệt, nhức mỏi, đau phần mềm thoa một chút dầu gió vào vùng bị đau có thể xoa dịu cơn đau. Ví dụ như, thoa dầu gió vào rốn để vừa giúp làm ấm bụng vừa giảm đau bụng. Khi gặp gió lạnh, cơ thể sẽ tích tụ hàng khí gây ra các triệu chứng cảm lạnh, đau mỏi, phụ nữ bị lạnh phần phụ, lạnh tử cung. Lúc này bạn có thể sử dụng dầu gió để cải thiện tình hình. 3. Thư giãn cơ thể, chống mất ngủ, hỗ trợ giấc ngủ sâu. Buổi tối trước khi đi ngủ, đặc biệt vào những ngày thời tiết lạnh, bạn có thể thoa vào lòng bàn chân một vài giọt dầu gió. Mẹo này có thể hỗ trợ cải thiện, nâng cao chất lượng giấc ngủ, giúp cơ thể bạn thư giãn hơn. Khi trời nóng, lấy một lượng nhỏ dầu gió bôi vào hai bên huyệt Thái Dương và huyệt Phong trì, có thể giúp loại bỏ chóng mặt, giúp bạn dễ ngủ hơn. 4. Phòng tránh đột quỵ nhiệt. Người phải làm việc liên tục ngoài trời thường có nguy cơ bị sốc nhiệt, đột quỵ nhiệt cao, nhất là vào những ngày trời nắng nóng. Để hạn chế tình trạng này, bạn hãy nhờ đến sự trợ giúp và bảo vệ của dầu gió, dầu gió có công dụng phòng ngừa đột quỵ nhiệt rất hiệu quả. Hãy thoa một chút dầu gió lên huyệt nhân trung trước khi bạn có kế hoạch đi ra ngoài trời nắng. Điều này không những giúp bạn tỉnh táo hơn mà còn có thể phòng ngừa nếu triệu chứng sốc nhiệt không may xuất hiện. Năm. Dầu gió làm giảm vết chai cứng ở tay, chân, muốn vết chai cứng ở chân giảm đi, dùng một miếng vải nhúng một chút dầu gió đắp lên và cố định bằng miếng vải bông. Mỗi ngày đắp một lần, liên tục trong vòng 15 ngày phần chai cứng có thể bắt đầu tự suy giảm. 6. Dầu gió nhỏ vào nước tắm giúp cơ thể thư giãn khi tắm, thêm một vài giọt dầu gió vào chậu nước, sau khi tắm xong toàn thân cảm thấy mát mẻ, dễ chịu, khoan khoái. Ngoài ra, còn có chức năng ngăn ngừa côn trùng đốt và loại bỏ mùi mồ hôi. 7. Dầu gió tác dụng trong việc từ bỏ hút thuốc lá, cho một lượng nhỏ dầu gió bôi lên điếu thuốc lá. Khi hút thuốc lá có hương bạc hà trong dầu gió giúp làm mát, còn có thể nâng cao tinh thần và giảm ham muốn hút thuốc lá. Sau khi hút xong lại bôi thêm dầu gió lên điếu thuốc khiến miệng điếu thuốc lá có vị đắng, từ đó có thể giúp bạn từ bỏ thuốc lá. 8. Dầu gió điều trị viêm họng, bạn có thể nhỏ 3 đến 5 giọt dầu gió vào một cái thìa. Sau đó từ từ nuốt xuống, cách này cũng có hiệu quả đối với hiện tượng đau họng do ho khan. Ngay khi bắt đầu cảm thấy rát cổ, ngứa họng, ho khan chỉ cần bôi dầu gió và dùng hai bàn tay xoa nhẹ cho đến khi cổ nóng lên. Chỉ sau 2 tiếng bạn sẽ thấy cổ dịu lại, bớt ngứa, bớt ho. Tuy nhiên không nên quá lạm dụng cách này vì trong dầu gió có menthol không tốt cho niêm mạc vùng hầu họng của bạn. 9. Dầu gió tác dụng điều trị mùi ở chân, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi rửa chân sạch bằng nước ấm, lau khô chân. Sau đó, dùng bông nhúng một chút dầu gió bôi vào chân, mỗi ngày một lần, làm liên tục từ 3 đến 5 ngày. 10. Dầu gió giúp đánh bay côn trùng, hãy nhỏ và dọc dầu gió lên cánh quạt, theo hơi gió, mùi dầu nhẹ bay khắp phòng xua tan lũ mũi đáng ghét, lại không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhỏ dầu gió vào những khu vực mà mũi thường xuyên lui tới để đá bay ngôi nhà của chúng. Bởi lẽ tinh dầu bạc hà có trong dầu gió chính là một trong những mùi mà mũi ghét nhất, ngoài ra dầu gió còn có tác dụng rất bất ngờ khi được kết hợp với một số thành phần khác như sau, dầu gió kết hợp với tỏi là khắc tinh của mũi. Dầu gió kết hợp với giấm trắng sẽ khử được mùi hôi của nhà vệ sinh. Dầu gió kết hợp với nước rửa chén sẽ tiêu diệt được rệp trên cây. Dầu gió kết hợp với kem đánh răng sẽ tẩy được vết mực trên quần áo, tuy nhiên dầu gió cũng chống chỉ định với các trường hợp sau, thứ nhất là đối với trẻ em dưới 24 tháng và phụ nữ đang mang thai không nên dùng dầu gió. Trong thành phần dầu có menthol có thể khiến trẻ em bị ngộ độc. Vì menthol có đặc tính là ức chế hô hấp, hệ tuần hoàn nên dễ ức chế với trẻ nhỏ, nặng có thể tử vong. Thứ hai, thoa dầu qua phần da trầy xước, những vết thương hở hay trầy xước nếu tiếp xúc với dầu gió sẽ khiến người dùng có cảm giác đau rát thương lâu lành hơn, thứ ba, tuyệt đối không nên nếm dầu gió vì có thể xảy ra bất kỳ tác dụng phụ nào, đây là một thói quen vô cùng độc hại mà người lớn tuổi hay khuyên dùng. Cuối cùng là không nên quá lạm dụng dầu gió. Một ngày không nên dùng quá 3 đến 4 lần, hy vọng với phần chia sẻ trên đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về dầu gió.